Một chuỗi ngọc trai tuyệt đẹp. Sri Lanka, Pakistan, Maldives, Bangladesh, Somalia giống như là những viên ngọc nằm trong chuỗi các cơ sở hải quân của Trung Quốc trên Ấn Độ Dương. Chuỗi ngọc trai của Bắc Kinh giống như là vòng vây đang siết lại quanh một mục tiêu chiến lược, hạn chế tầm ảnh hưởng của Ấn Độ ở Ấn Độ Dương. Không chỉ có như vậy, Trung Quốc đưa ra sáng kiến một vành đai một con đường nhằm tăng cường vị thế trên nền thương mại thế giới. Djibouti, Pakistan, Sri Lanka và Myanmar, ở những quốc gia tuy nhỏ thế nhưng bao vây Ấn Độ, Trung Quốc đã chi hàng tỷ đô la vào những dự án khổng lồ, từ xây dựng các nhà máy lọc dầu, cao tốc, đường sắt và đường ống dẫn khí đốt để mà xây dựng tuyến đường thương mại thay thế quanh Ấn Độ. Họ còn xây dựng một tuyến đường sắt cực kỳ chiến lược từ London đến Trung Quốc và một tuyến đường sắt khác từ Trung Quốc đến Iran, đi qua Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan và kết thúc ở Tehran. Nhìn trên bản đồ thì bạn sẽ hiểu đó có ý nghĩa là gì. Không gì khác là bao vây các đối thủ của mình như là Ấn Độ và giành được lợi thế kinh tế trước đối thủ số 1 là Hoa Kỳ. Thế nhưng Ấn Độ dĩ nhiên không thể khoanh tay ngồi nhìn được. Như cái cách mà Alfred Thayer đã nhận định, ai chinh phục được Ấn Độ Dương sẽ thống trị toàn bộ châu Á. Giờ thì tại sao chiến lược gia quan trọng nhất của nước Mỹ trong thế kỷ 19 lại nhận xét như vậy về khu vực Ấn Độ Dương? Điều đầu tiên chúng ta cần biết là khu vực Ấn Độ Dương bao gồm 28 quốc gia trải dài trên 3 châu lục và chiếm 17,5% diện tích đất liền toàn cầu. Trong số 28 nước có 21 thành viên của Hiệp hội Vành đai Ấn Độ Dương như là Ấn Độ, Iran, Malaysia, Australia, Bangladesh, Kenya, Oman, Singapore, Nam Phi, Sri Lanka, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Yemen. Đây là nơi tập trung của hầu hết các quốc gia phát triển nhanh nhất trên thế giới. Cũng là một trong những khu vực chiến lược nhất nằm ở ngã tư thương mại toàn cầu. Nó kết nối các nền kinh tế của Bắc Đại Tây Dương với các nền kinh tế ở châu Á-Thái Bình Dương. Các tuyến đường biển chính nối Trung Đông, Châu Phi và Đông Á với châu Âu và châu Mỹ cũng nằm ở Ấn Độ Dương. 80% các hoạt động buôn bán dầu mỏ trên biển của toàn thế giới được thực hiện thông qua 3 tuyến đường hẹp của Ấn Độ Dương là eo biển Hormuz, eo biển Malacca và eo biển Bab el-Mandeb. Nếu chiếm được 3 điểm này, hoàn toàn có thể kiểm soát được mọi hoạt động thương mại trong khu vực. Ngoài ra thì còn có 4 vị trí quan trọng khác. Trung Quốc đã tiến gần đến những vị trí này để mà thiết lập quyền kiểm soát trên eo biển Hormuz. Nước này có cảng Wadas ở Pakistan theo hợp đồng thuê 40 năm. Về 2 điểm còn lại thì Trung Quốc đã tóm được Djibouti. Bắc Kinh cũng xây dựng liên minh chiến lược với Indonesia để mà kiểm soát các vị trí quan trọng. Ngoài ra thì Trung Quốc đã thiết lập được quyền kiểm soát cảng Dar es Salaam ở Tanzania. Yếu tố cuối cùng phải kể đến đó chính là Ấn Độ Dương còn chứa một số tài nguyên quý giá nhất thế giới và một phần lớn tài nguyên của Ấn Độ Dương vẫn chưa được khám phá. Ước tính 27,9% trữ lượng khí đốt tự nhiên nằm ở Ấn Độ Dương. Có quá nhiều lý do để Ấn Độ Dương trở thành khu vực giao thoa quan trọng giữa các lợi ích chiến lược của Ấn Độ và Trung Quốc. Không như Trung Quốc, Ấn Độ không công bố chiến lược của họ bằng loa phóng thanh. Thế nhưng mà nước này đang xây dựng một mạng lưới ổn định để counter lại chuỗi ngọc trai của Bắc Kinh. Một chiến lược có tên là chuỗi kim cương. Kể từ khi trở thành Thủ tướng Ấn Độ vào năm 2014, ông Narendra Modi đã thiết lập nhiều liên minh với các quốc gia có cùng chí hướng tới hợp tác quân sự. Trong số các liên minh này, có nhóm Bộ Tứ là một liên minh chiến lược giữa Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia. Bộ Tứ hoạt động để mà duy trì một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và cởi mở, cũng như là trật tự hàng hải dựa trên luật lệ ở biển Hoa Đông và biển Tây Philippines. Để phản công Trung Quốc ở Pakistan và Djibouti, Ấn Độ đã đặt cảng ở Oman để mà kiểm soát hàng nhập khẩu từ Vịnh Ba Tư. Nhờ mối quan hệ gần gũi với Oman mà Hải quân Ấn Độ có toàn quyền tiếp cận cảng này với tầm nhìn ra biển Ả Rập và Ấn Độ Dương. Vào năm 2015, Ấn Độ đã ký thỏa thuận với quần đảo Seychelles để mà phát triển đảo Assumption cho mục đích quân sự, một viên kim cương quan trọng. Tuy nhiên thì hiện nay nó đang ở trong tình trạng bất ổn vì thay đổi chính phủ. Tiếp theo, Ấn Độ có căn cứ hải quân Changi gần núi thắt eo biển Malacca. Vào năm 2018, Ấn Độ đã ký một thỏa thuận với Singapore, trong đó hải quân có toàn quyền tiếp cận cảng để mà khi đi qua Biển Đông thì Ấn Độ có thể tiếp nhiên liệu và tái trang bị cho tàu của mình. Tiếp theo là cảng Sabang của Indonesia, nằm ở cửa vào eo biển Malacca, nên về mặt lý thuyết Ấn Độ đã nắm chắc eo biển Malacca.
70% nguồn cung dầu và 60% thương mại của Trung Quốc đi qua eo biển này. Nên là việc bóp nghẹt điểm này cũng giống như là bóp nghẹt nền kinh tế của Trung Quốc. Và lúc này xuất hiện một cái tên quen thuộc. Bên cạnh tất cả những nỗ lực vừa rồi, Ấn Độ cũng đang cố gắng tăng cường quan hệ với Việt Nam và Mông Cổ. Đồng thời, Ấn Độ cũng đã ký thỏa thuận mua bán và dịch vụ chéo với Nhật Bản, cho phép quân đội của cả hai nước trao đổi vật tư và dịch vụ trên cơ sở có đi có lại. Ấn Độ cũng nhận thấy tầm quan trọng của Iran, điểm cuối của tuyến đường sắt mới của Trung Quốc. Nên là vào năm 2015, khi mà Iran phải đối mặt với các lệnh trừng phạt kinh tế tê liệt và bị cô lập ngoại giao, Ấn Độ đã đồng ý phát triển cảng nước sâu ở Chabahar trên vịnh Oman. Trên bản đồ thế giới, những điểm này tạo thành một cấu trúc giống như là một cái vòng cổ có thể được sử dụng để mà counter lại Trung Quốc trong trường hợp xảy ra xung đột. Hơn nữa, thì đó là một cách quan trọng để đảm bảo rằng hổ có thể thuần hóa rồng nếu cần thiết. Thế nhưng giờ đây, câu hỏi cần đặt ra là liệu vòng kim cương có đủ sức chống chọi với chuỗi ngọc trai hay là không? Hãy làm một vài phép so sánh. Đầu tư của Trung Quốc vào chuỗi ngọc trai hoàn toàn ao chỉnh khoản đầu tư của Ấn Độ vào chuỗi kim cương. Ví dụ Trung Quốc đã đầu tư 60 tỷ đô la vào châu Phi, trong khi khoản đầu tư lớn nhất của Ấn Độ chỉ là vào khoảng 8 tỷ đô la vào cảng Chabahar của Iran. Khoản đầu tư duy nhất của Ấn Độ có ảnh hưởng đáng kể đến Trung Quốc là tại Sabang, Indonesia, gần eo biển Malacca. Như chúng ta đã phân tích, khoảng 70% lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc đi qua eo biển đó. Do đó mà khiến sự hiện diện của Ấn Độ ở đó chắc chắn sẽ làm Trung Quốc ăn ngủ không yên. Thế nhưng dù cả hai nước đều có những đồng minh mạnh mẽ, thế nhưng trong tình hình khó khăn như hiện nay, chắc chắn không quốc gia nào muốn rơi vào cảnh chiến tranh lạnh với Trung Quốc, vì nước này vẫn là công xưởng của thế giới. Do đó mà chiến lược chuỗi kim cương của Ấn Độ có thể không hiệu quả trong tình hình hiện tại. Ngoài ra, chiến lược của Ấn Độ cũng có thể không mạnh mẽ và hiệu quả như chuỗi ngọc trai của Trung Quốc trong vấn đề biên giới giữa hai nước. Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng nổ, nền kinh tế của tất cả các quốc gia đều dễ bị tổn thương. Ở Ấn Độ, do lệnh phong tỏa, sản lượng kinh tế và việc làm đã giảm sút, các ngành công nghiệp đang phải chầy chật phục hồi trong bối cảnh các khoản nợ gia tăng và đầu tư sụt giảm. Căng thẳng ở biên giới, ở thung lũng Galgan vẫn chưa được giải quyết. Và Trung Quốc đang đàm phán từ vị thế có cả sức mạnh quân sự và kinh tế. Quyền lực của Trung Quốc đã trỗi dậy nhanh chóng bằng cách chiếm lĩnh nhiều thị trường thiết yếu ở một số quốc gia trên thế giới, dẫn đến nhiều nền kinh tế phụ thuộc vào nước này. Các đồng minh của Ấn Độ có thể không thể thoát khỏi sự phụ thuộc lẫn nhau với Trung Quốc, do đó họ có thể không thể hỗ trợ hiệu quả cho Ấn Độ được. Do đó mà quan hệ biên giới Ấn Độ-Trung Quốc không chỉ liên quan đến sức mạnh quân sự mà còn về sức mạnh kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc, khiến các quốc gia phải phụ thuộc vào nước này về nguồn cung cấp thiết yếu. Thông qua các sáng kiến kinh tế như là vành đai và con đường, Trung Quốc đã tạo ra mối quan hệ các đồng minh mạnh mẽ với các nước láng giềng của Ấn Độ. Trung Quốc đã sử dụng các chiến lược kinh tế để mà xây dựng quan hệ ngoại giao với Pakistan, Nepal và các nước châu Á khác, trong khi Ấn Độ cần củng cố quan hệ với chính những anh bạn hàng xóm. Lúc này, hy vọng lớn nhất của Ấn Độ là tận dụng tối đa những thế mạnh mà mình có. Một trong số đó là cơ sở người dùng khổng lồ mà Ấn Độ đem lại cho các ứng dụng và doanh nghiệp của Trung Quốc. Ví dụ như là Ấn Độ đã cấm hơn 200 ứng dụng và website, bao gồm cả những cái tên có doanh thu cao như là TikTok, WeChat và Shein, với lý do độc hại và đe dọa an ninh quốc gia. Rõ ràng là các vấn đề đang diễn ra trên thế giới liên quan đến chính trị, thế nhưng người ta sẽ ưu tiên chú ý hơn đến tác động của chúng đối với kinh tế toàn cầu. Lựa chọn cấm ứng dụng từ Trung Quốc của Ấn Độ là một quyết định khôn ngoan hơn là leo thang tình hình nóng ở biên giới. Chiến lược này cũng làm suy yếu Trung Quốc, một quốc gia đã giành được ưu thế trên trường quốc tế nhờ các chính sách kinh tế. Tấn công Trung Quốc về mặt kinh tế sẽ thông minh hơn chiến lược trực tiếp và làm leo thang căng thẳng ở biên giới mà Ấn Độ hiện không được trang bị đầy đủ để mà đối phó. Gần đây, ngày càng nhiều tin tức về các cuộc xung đột khác nhau, Syria, Ukraine, Israel, v.v. Thế nhưng mà có những cuộc đối đầu không thu hút được nhiều sự chú ý của báo chí và người dân bình thường, bởi vì là không có sự xuất hiện của vũ khí mà chỉ được tiến hành bằng phương pháp là kinh tế. Ấn Độ và Trung Quốc là hai cường quốc hàng đầu tại khu vực châu Á, thế nhưng họ đồng thời cũng là đối thủ truyền kiếp của nhau. Thế nhưng mà đến giờ có lẽ chuỗi kim cương của Ấn Độ vẫn là chưa đủ để đối phó với chuỗi ngọc trai chiến lược của Trung Quốc. Liệu tình hình có thể thay đổi được hay không? Bước tiếp theo của họ sẽ là gì? Hãy cùng chờ xem nhé! Ai mới là bá chủ thật sự của châu Á đây?